đây các cậu. Tớ rất vui vì các cậu vẫn còn ở đây. Xe buýt đến trễ à? Không, Johnny, cậu trễ thì có. Chúng tớ đã lỡ chuyến xe buýt vì cậu đến muộn. Và chúng mình cũng không muốn đến công viên giải trí mà không có bạn. Mình rất xin lỗi. Chỉ là tớ muốn chơi xong trò chơi điện tử mới và tớ quên mất thời gian. Còn tuần trước thì cậu đã ngủ quên. Và tuần trước đó bạn đã không hoàn thành bài tập về nhà. Tại sao cậu luôn luôn trễ về Johnny? Này các em, anh biết hôm nay chúng ta không thể đến công viên giải trí, nhưng Johnny, chúng ta có thể đến chỗ em chơi được không? Được chứ. Chúng ta có thể chơi đuổi bắt với quả bóng mới của tớ. Nhanh lên, đi nào. Anh có một số việc phải làm. Jack và Jill phải hoàn thành bài tập về nhà. Mary cần cho cừu ăn. Và Bully phải dọn phòng trước khi chơi. Đúng không các bạn? Hả? Dạ, đúng rồi. Tại sao chúng ta không gặp bạn sao, Johnny? Được, nhưng đến sớm nhé. Chúng ta sẽ không thể chơi sau khi mặt trời lặn. Hẹn gặp lại mọi người. Anh đang nghĩ những gì chúng em đang nghĩ phải không Bob? Là bạn của bạn ấy, chúng ta nên giúp Johnny hiểu rằng thời gian rất là quý giá. Điều gì đang giữ bọn họ vậy? Trời sẽ sắp tối mất rồi. Này các bạn đến muộn, chúng ta không thể chơi đuổi bắt được nữa. Xin lỗi Johnny, chúng tôi quên mất thời gian. Nhưng bạn biết rằng tôi sẽ chờ. Các bạn có thể đã nhanh lên. Bạn có biết rằng những người khác đang đợi? Tôi hiểu rồi. Thật kinh khủng khi phải tiếp tục chờ đợi. Là những người bạn tốt nhất của bạn, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu rằng thời gian quý giá cho tất cả chúng ta. Bạn nói đúng đó Bob. Tôi không coi trọng thời gian của các bạn và khiến tất cả phải chờ đợi. Đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đúng giờ kể từ bây giờ. Cảm ơn Johnny đã hiểu. Hãy để cho thời gian trôi. Chỉ cần để mắt đến cái chuông đồng hồ thì sẽ luôn luôn đúng giờ. Vâng vâng, Bob thương yêu, bạn đã làm cho mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Một người không thể trễ giờ vì thời gian không chờ đợi ai. Và bây giờ chúng ta có thể chơi một trò vui trong nhà. Yeah! Thời gian là quý giá vì đúng giờ làm cho bạn bè của bạn hạnh phúc và cũng cho bạn thời gian để làm mọi thứ bạn muốn. Vì vậy, bạn sẽ luôn để mắt đến đồng hồ và đúng giờ chứ? Tuyệt quá! Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và tràn ngập niềm vui, tiếng cười và học hỏi. Hẹn sớm gặp lại!